Hello các bạn, mình trên đường đi đứa con gái nó đi shopping, đi movie, đi cine với mấy bạn đó từ hồi trưa đến giờ, giờ đi trước đó. Bây giờ là 7:30 tối á, trời còn nắng, chắc khoảng 8:30 mất trời mất lặng. Mình chạy từ đây đến chỗ đó cũng khoảng 25 phút. Trên đường đi mình cũng không có suy nghĩ đang nói chuyện gì. Mình cứ nghĩ tới đâu tám tới đó ha. Cũng giống như các bạn ngồi trong xe mình cho vui vậy mà. Con đường này, mấy con đường này gọi là cái đường bên trong. Rồi ví dụ mình đi từ thành phố này qua thành phố khác, ở đây thì nó có cái gọi ngoài xa lộ, thì tốc độ nó chạy rất nhanh. Bây giờ thì trong thành phố thì chạy nó không phải thành phố mà gọi là gì, là street, đường nhỏ đó, thì không tốc độ từ 35, thấy cái bảng trên nó đề là speed limit 35 mile bây giờ. Ra ngoài freeway thì chạy từ 55 cho tới 75, ra ngoại ô thì nó cho chạy 75 mile bây giờ, cùng với khoảng chừng 100 trăm mấy, ta chắc khoảng 120-130 km/h đó. Nhưng mà nhiều khi mình đi ra freeway chạy, người ta chạy cũng dữ lắm, chạy 85, tốc độ 85 mai là cũng như trời ơi 160 km. Cái đó mà gặp mình rủi ro một cái là thấy tới tiêu đời. Hôm nay thứ ba, giờ này người ta cũng đi làm về cũng khá nhiều rồi, cho nên đường cũng vắng vẻ ha. Ngày nay không có coi World Cup gì hết á, tại cũng chưa có hấp dẫn lắm. Tại mình ở đây sống đây quen rồi, tự nhiên 4 năm thì mới có hấp dẫn đá banh World Cup, cho nên coi thấy nó cũng như nó bị mất cái thú vui, thú thích từ đó. Đó ở Việt Nam mình mê lắm, nhưng mà qua, từ qua Mỹ là bắt đầu coi cái football của Mỹ á, cái cạnh bóng Canada, tự nhiên thấy nó hay, nó chiến thuật nó chơi hay, mà nó cũng score nhiều điểm hơn là đá banh. Đá banh nhiều khi chơi cả 90 phút chứ mới đá được con trái vô, hay là nhiều khi què nữa. Tự nhiên mình nó quen đi á, cái mình lờ lờ đi, cái mình coi lại mình thấy nó không hứng thú bằng coi những cái bóng chơi cái trò thể thao của Mỹ. Trò thể thao của Mỹ là bóng cana là thích nhất nè, là thứ nhì là bóng rổ. Hồi xưa mình mê tennis đó, tennis hồi thời 79-80 đó, lúc đó thời đó John McEnroe và Bjorn Borg, coi khoảng đến chừng mấy năm sau cái tự nhiên không hết thích coi à. Team sport thấy vui ha. Nam giờ chắc vui dữ, coi dòng ngoài chưa có vô dòng loại mà cũng đã hấp dẫn rồi ha. Cực nhiều khi cả ngày cả tuần không có coi tivi, tại vì từ ngày có computer, có
YouTube rồi có này nọ rồi tự nhiên không coi, thích coi TV nữa. Nhưng hồi lúc mới qua Mỹ mê TV lắm, trời ơi. Sau khi học bài này nọ xong là ôm TV thôi, ôm thời giờ giờ trống là ôm TV coi miết. Nhờ vậy mà cũng học tiếng Anh nhanh lắm, mình coi nhớ khoảng phải được 3 tháng là bắt đầu mình nghe được mà nói chuyện bập bẹ rồi được rồi đó. Như mấy câu thông thường là mình biết nói nghe. Rồi tối thứ sáu hả, rảnh là mình đi ra chợ mua những cái món ăn chơi như là bánh ngọt, trái cây, rồi đó mà chưa được mua bia nên mua Pepsi hay là Coca-Cola vậy đó em. Về cái rồi là ăn cơm tối xong nghỉ chút là bắt đầu ôm TV hay bài sáng. Cái nào mà thì ngủ lắm. Cứ ăn giặt rồi coi TV, từ coi hết cái này tới cái nọ. Hồi đó còn chưa có cable, chỉ có TV qua làn sóng thôi nha, là chỉ có chừng khoảng 10 đài ha, 11 12 đài public TV, rồi có network TV được có ha. Mê lắm. Đến lúc sau này đi làm á là mình phòng khách có cái TV, phòng ngủ có cái cafe cái TV, có ngoài sau hè sau bếp có cái TV, là mình đi đâu là trong phòng nào là bật TV lên nè. Mà phải có cable, phải có gắn cable vô thì có HBO là mấy cái movie mà nó chiếu cũ lại đó, dụ như movie cũ 1-2 năm vậy đó bắt đầu nó chiếu lên HBO. Dạ, mê TV lắm. Giờ có coi TV không có gắn cable nữa, rồi chỉ có mấy cái đài local qua digital sống, nó chỉ có được mấy, bây giờ coi như được có 5-6 đài free TV đó. Đến mùa bóng rổ với mùa thể thao bóng cana đó thì mình coi tại nó chiếu trên những cái network như ABC, CBS thì nó chiếu free để coi. Còn như bóng rổ thì mình phải có gắn cable mới coi được. Hay mình ra gọi là freeway giờ này trống ha, tốc độ tăng lên mình chạy 60 giờ. Mình chạy giờ giống ông già lắm, mình không có chạy như hồi xưa mà hồi trẻ mình hay lách ra vô chạy. Giờ mình cứ chọn một cái lane này, nó gọi là cái lane 1, 2, 3, 4 lane vậy đó. Mình chọn cái lane, ví dụ như lane trên giữa này đó, là mình cứ chạy tới gần nơi rồi mình tấp vô, chứ còn mình cứ lạng qua lạng lại như hồi trẻ. Cái lên ở ngoài á, thì là chạy nhanh, lên bên trong là để cho người ta tấp ra ngoài á, thì phải chậm. Mình chạy thường thấy người ta qua mặt mà dữ lắm, chạy giữ tốc độ cũng 60 mà người ta chạy nhanh hơn thì thấy người qua mặt mình nào không dễ. Chạy vừa nói chuyện mà đâu có gì gấp rút đâu. Đây là nằm ngay thung lũng cho nên mình cứ chỉ hướng nào đi cũng thấy núi hết. Mình muốn đi ra khỏi thành phố, ở đây nhiều thành phố, ví dụ như San Jose, Cupertino, Sunnyvale. Trong cái thung lũng này á, mình muốn đi ra khỏi ngoài thì phải qua cái núi, cái đèo. Đi Santa Cruz ra biển thì cũng qua cái núi, rồi đi về Los Angeles cũng phải đi qua cái núi. Đi lên Sacramento là cái đi về miền Bắc.
quý nó rồi thì cũng qua cái núi nằm ngay thung lũng này. Silicon Valley. Một thời nào ở đây lúc mình mới qua Mỹ là semiconductor ở đây rất là nhiều công ty phát xuất từ đây đó, cho nên mới gọi là cái tên là Silicon Valley là như vậy. Nhiều high tech, những cái công nghệ cao là ở đây nhiều lắm. Rồi đến thời 80 cuối năm 80 đến thập niên 80 90 bắt đầu mới gọi là cái gì quên mất rồi, contracting manufacturing đó là nó à đó, thì mấy cái công ty thường thường nó xuất ra bên Trung Quốc với lại bên Đài Loan thì cho làm nhiều. Trung Quốc với lại Đài Loan là cũng học về cái nghề cao, công nghệ cao là cũng từ bên Mỹ không, giờ sau này họ làm rẻ hơn bên Mỹ cho nên đa số luôn là đem mấy cái manufacturing, mấy cái sản xuất ra bên Trung Quốc và bên Đài Loan và Malaysia. Hồi xưa ở đây việc làm kỹ sư công nghệ cao cho đến những cái người lắp ráp là nó có nhiều nhiều lắm. Bây giờ lắp ráp cũng còn nhưng mà không như ngày xưa, rất nhiều. Mình đi về hướng Southwest cho nên không có thấy trời chiếu vô, quay được ngoài đường cũng rõ cho bà con coi. Họ đi đi về hướng Northwest và Tây Bắc thì mặt trời nó chiếu thẳng vô cái kiến cho nên thấy không có rõ. Thấy kiến nó còn dơ quá, mình định lao nó mà quên đi mất tiêu. Được lao chút rồi được rồi. Thoải mái thiệt. Còn mặt trời, ánh sáng mặt trời mà người ta đã đi làm về nhiều, khá nhiều rồi. Cái đợt đi làm về trễ là cái gọi là swing shift, là cái đợt thứ hai thì tối mà về. Mấy người đi làm việc ở đây đó có 6 giờ sáng vô nè, 8 giờ sáng là 10 giờ sáng. 10 giờ sáng là như thường là kỹ sư hay là làm văn phòng rồi vậy, họ vô 10 giờ rồi về 8 giờ tối rồi về. Mình làm cho manufacturing thì mình phải vô sớm 6 giờ có mặt cái đó làm việc cho tới 6 giờ tối, 5 giờ 6 tối coi như ngày 9-10 tiếng ngày quải lắm chứ. Đâu có được trả lương ca, tăng ca đâu. Mình lãnh lương năm đó. Nhưng mà nói thật ra đó mình làm, mình vô mình không có gì là làm việc mà có công việc thì mình ở lại mình làm, còn có là mình khoảng 5 giờ mình cũng rút lui về kệ sếp nó muốn nói vậy. Gia đình mình về, mình có gia đình nhiều đứa nó thích vô rồi nó cứ la cà cả ngày, ở 12 tiếng được có, làm như là nó siêng lắm, nó làm được kìa, kiểu vô
rê suốt ngày trong ngãn vậy đó. Nói tới làm việc lúc đầu hăng hái lắm, mới ra trường rồi đó, đó. Hăng hái teamwork rồi gì, lúc sau rồi mình chán nản đi sợ luôn. Nhất là mình đi đi chơi vacation rồi gì phải không, ví dụ như giờ thì mình đi làm trong văn phòng thì thường hay gặp những cái danh từ chuyên nghiệp, tối ngày cứ nói tới nói lui về ra gì đó, nhưng mà khi mình đi chơi là mình không thích nghe mấy cái vụ đó. Có lần vui lắm, lên Las Vegas chơi bánh bài, ngồi sòng bài và chơi pai gao, chơi cái bài đó thì nó chậm chậm từ từ vui lắm, uống bia rồi đó. Gặp một cái group tự nhiên là họ là sell mình hay là gì đó, họ là họ để tới Las Vegas thôi, cũng như convention vậy đó, để ngồi cái bên, ngồi chung bánh bài. Ôi giời, nó ngồi nó cứ nói về việc làm, trời nó coi bực chứ sợ luôn. Nào là productive rồi meeting rồi cái này cái nọ, ôi trời đó đây, mình đã đi chơi điện thoại là mình không muốn nghe cái vụ đó, mình nhức đầu lắm. Bỏ đi, đi chỗ khác, kiếm chỗ khác đúng. Kỹ sư với bạn kia cũng vậy, vui lắm, là hay rủ mình về nhà nhậu bia đó, nói nhậu xỉn thì ngủ lại. Hai đứa mà bước ra khỏi công ty là không bao giờ mà nói chuyện tới việc làm hết, là nói chuyện ngoài đời vui vẻ vậy thôi, không nói tới chuyện làm việc mà bỏ qua một bên. Cái tật đó cũng ngộ lắm, đi picnic đồ rồi gì đó trong công ty rồi gặp mấy người làm chung đó. Đi chơi rồi cứ ngồi ngày suốt ngày nói chuyện làm, không qua cái chuyện chát chát. Lúc sau này mà hãng nó có tổ chức picnic này nọ đồ gì rồi biến đi, gặp mấy cha nội này cả ngày từ sáng đến về chiều tối, rồi mình gặp còn nhiều hơn gia đình mình đó. Đúng ra thì làm lâu tự nhiên cái job mình không thích đó, nó chán nản, nó vậy nó thành gọi là nhàm chán. Cha mình xóa tới 10 phút không biết tụi nó có đứng chờ không, mất công phải chạy vòng vòng đó. Hồi lúc mình còn đi học chưa đi lính á, còn đi học ấy thì ở có cái ở Port Morgan ngay chỗ này cũng vui lắm. Cái đến lúc đăng lính sáng sớm chạy bộ chạy qua cái cầu này, chạy tan 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 tan, giống như là tập boxing nữa, chạy vòng vòng vòng, chạy qua cái cầu này xong rồi chạy về ngược lại nhà. Sáng nào cũng làm vậy trước khi đi lính, vui không? Ở đây cũng được 2 năm đăng lính xong rồi coi như không có về đây ở. Cái shopping mall này ở đó, sân đậu xe nó đậu ngoài trời không, mà bây giờ nó bán đắt đến nỗi mà nó đang xây cất cái gọi là parking structure nè, nó gọi là garage, là cái parking garage 1, 2, 3, 4, 5, 6 tầng gì lắm, trời quá trời đậu xe cái nhiều quá đó, không có nhiều xe quá đó cho nên nó phải cất nhiều vậy. Cái mall này nó gọi là Valley Fair của San Jose, nhưng mà mình chạy con đường này, Cupertino này, con đường này Stephen Creek ấy, chạy chừng chút xíu là sẽ tới cái thành phố khác rồi đó. Hồi xưa cũng ở dưới khu Cupertino ở dưới đây,
mình ở vùng này mình cũng dọn nhiều chỗ lắm. Cuối cùng mới về ở bên North Valley, ở gần New Paris, thành phố. Cho nên cũng không có dịp xuống với cái chợ mấy chỗ này thường. Mấy đứa nó đang ngồi chờ đây.